20 năm nay, cuộc đời của chị luôn gắn liền với những số phận trẻ thơ bất hạnh như thế này đây. Được mang đến niềm vui, nụ cười cho các em, được nhìn thấy các em sống trong bình yên khỏe mạnh, đó là niềm hạnh phúc và an ủi lớn nhất của chị. Và các em cũng vậy. Chị Tiểu Hương, người mà chúng vẫn thường gọi là mẹ, chính là suối nguồn yêu thương, là niềm hy vọng sống cho tuổi thơ đầy bất hạnh và đau khổ của chúng. Nhưng có mấy ai trong chúng ta biết được rằng thời thơ ấu của người phụ nữ có cái tên thật đẹp Huỳnh Tiểu Hương này cũng không khác gì các em, thậm chí nó còn nghiệt ngã hơn, xót xa hơn. Ngay từ khi vừa mới chào đời, chị đã bị cha mẹ ruột của mình đành đoạn dứt bỏ bên lề cuộc sống. Kể từ đó, con chim non lạc mẹ phải tự bơi giữa biển đời mênh mông và phải tự chống chọi với những cơn giông bão liên tục đổ ập xuống cuộc đời mình. Để có thể sinh tồn, ngày ngày một con bé chỉ mới 8 tuổi đầu như chị phải lang thang ở khắp các bến xe bãi chợ để bán nước, bán bánh mì. Tối về lại chui rút vào các sạp chợ, có khi phải nằm ở lề đường để ngã lưng qua đêm. Lớn hơn một chút, chị lại trôi dạt khắp nơi, làm đủ thứ nghề nặng nhọc và nguy hiểm để nuôi sống mình. Ngày này qua ngày khác, thân phận nhỏ bé mong manh của chị cứ trôi theo dòng đời đầy chông gai và cạm bẫy. Chị nào dám mơ ước gì hơn ngoài việc được sống trong một cuộc sống giản dị, bình thường như bao người khác. Nhưng nào có được yên thân, hết bị bọn côn đồ ở bãi xe, bến tàu đánh đập hành hạ vì dám xâm phạm lãnh thổ của chúng. Chị lại bị những tên yêu râu xanh, thậm chí cả cha nuôi của mình hãm hại. Thế nhưng nỗi thống khổ vẫn chưa dừng lại ở đó.
những tên côn đồ lưu manh thường xuyên lợi dụng thân phận côi cút yếu ớt của chị để kiếm tiền bằng cách bắt chị đi ăn xin, đi gạt gẫm những người khác. Độc ác hơn cả là những mụ tú bà máu lạnh. Thấy chị có chút nhan sắc, chúng đã dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo chị vào con đường nhơ nhớp. Càng cố vẫy vùng để thoát ra vũng bùn đen tối đó, chị càng bị bọn chúng hành hạ, tra tấn đến kiệt quệ cả về thân xác lẫn tinh thần. Cả một đời thanh xuân tươi đẹp của chị đã trôi đi trong tủi nhục đau đớn ê chề như thế. Có lẽ mãi mãi sẽ không có bất cứ liều thuốc nào có thể chữa lành được những vết thương trong lòng chị. Nhưng điều kỳ diệu ở người phụ nữ nhỏ bé này là cho dù có bị đẩy đến bước đường cùng, dù phải rơi vào tận cùng của sự đau khổ, nhưng mà chị vẫn cứ dang rộng vòng tay để che chở cho các con, thì cuộc đời của các em rồi sẽ bị vùi dập giống như mình. Để có tiền nuôi dạy các con, chị phải xoay sở bằng nhiều nghề. Khi thì làm thuê, làm mướn, rửa xe, có lúc bán nước, bán cà phê. Vốn liếng quý giá nhất mà chị cho các con chính là kiến thức và tình thương. Nhờ sự dạy dỗ của chị, tất cả các em đều chăm ngoan, lễ phép và thương nhau như ruột thịt. Những mảnh đời khốn khó đã gặp nhau và chính tình người đã kết nối họ với nhau thành một gia đình. Sống với các con, được chăm sóc và dạy dỗ các con, chị Như không còn cảm giác mệt mỏi, vất vả. Bọn trẻ đã truyền cho chị một sức sống tươi trẻ, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chị thấy lúc nào mình cũng sôi nổi hạnh phúc bên các con. Mỗi khi hòa vào những khúc hát, điệu múa, những trò vui đùa của chúng là chị quên cả những nỗi lo toan hàng ngày đang chờ đợi và thử thách mình phía trước. Người đời vẫn thường nói, ở hiền gặp lành. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời mình, chị cũng nghĩ như vậy. Cảm thương cho số phận nghiệt ngã của chị, một thương gia đã nhận chị làm con nuôi. Giả từ những ngày tháng lăn lóc bụi đời, ông đã rước mẹ con chị về nhà và cho một cuộc sống no ấm đầy đủ. Những tưởng cuộc đời chị đã được sang trang từ đây. Thế nhưng, nỗi bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha cho chị. Trên danh nghĩa là cha con, nhưng người đàn ông tự nhận là cha nuôi của chị đã nhiều lần lợi dụng thân xác của chị. Ngày tháng cứ thế nặng nề trôi qua, rồi con bé Tiểu Hương dại khờ ngày nào cũng đủ khôn lớn để nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng, bị chà đạp khủng khiếp. Nỗi tuyệt vọng chán chường bao quanh đến nỗi chị phải tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình. Và hành động tự vẫn của chị đã làm thức tỉnh ông ta. Có lẽ chưa bao giờ ông thấy mình tội lỗi, nhẫn tâm đến thế. Vì vậy, ông quyết bù đắp nỗi đau đớn thiệt thòi cho chị bằng một phần gia sản của mình. Đó là 20 cây vàng, và ông hứa sẽ bỏ đi thật xa. Hơn ai hết, Tiểu Hương hiểu rằng không có bất cứ vàng bạc châu báu nào trên đời này có thể đánh đổi được danh dự, nhân phẩm và những tổn thương mà ông đã gây ra cho mình. Nhưng chị vẫn nhận phần gia sản của ông, không phải để cho mình, mà là để chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời khốn khó đang cần được giúp đỡ. Nhiều người vẫn thường khuyên chị nên dùng số tiền có được mà lo cho mình một cuộc sống sung sướng, an nhàn để bù đắp cho những tháng ngày cơ cực, tủi nhục. Nhưng không, tiếng kêu khóc của những trẻ thơ bị bỏ rơi, tiếng khẩn cầu tha thiết của những cụ già bị con cháu hắt hủi đã thúc giục chị bước vào con đường từ thiện. Ngoài việc giúp đỡ các trẻ em cơ nhỡ lang thang bụi đời để chúng đi bán báo, bán kem, chị dùng số tiền còn lại mua một căn nhà vừa để làm chỗ buôn bán, vừa để cho các con mình có một nơi ăn chốn ở tốt hơn. Kể từ đây, ngôi nhà của chị đã trở thành tổ ấm, địa chỉ tin cậy và là nơi chốn đi về an toàn của những mảnh đời bất hạnh. Ở đây, khi đói, họ có thể vào để ăn cơm, mệt mỏi có thể vào để nghỉ ngơi, ốm đau vào để được bàn tay dịu dàng của chị chăm sóc. Chị đón tiếp họ như những người thân ruột thịt của mình.
chỉ sẵn sàng tắm giặt, lau chùi vết thương và tự tay mình nấu ăn cho họ. Trước sự ngọt ngào ân cần của chị, ai cũng thấy mình được an ủi. Sự thiếu hụt tình thương của người thân từ nhỏ đã làm cho chị càng thêm nâng niu và quý trọng họ. Nói cách khác, chính họ đã bổ sung cho chị sự thiếu hụt tình thương ấy. Vì vậy với chị, cho cũng chính là nhận. Nhưng mơ ước của chị không chỉ có vậy. Chị muốn có một vùng đất rộng lớn để xây nên ngôi nhà mơ ước cho trẻ em mồ côi, những người lang thang cơ nhỡ, tàn tật cô đơn. Trong ngôi nhà đó sẽ có những lớp học chữ và học nghề, có khu vui chơi văn nghệ, khu thể thao, khu điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, khu sản xuất để cải thiện đời sống cho các em. Cả cuộc đời chị chưa một lần được cấp sách đến trường. Vì vậy, trong điều kiện có thể, chị muốn các con mình phải được đặt chân đến ngôi trường mà chị hằng mơ ước. Biết được ý tưởng tốt đẹp của chị, rất nhiều cá nhân và tổ chức từ thiện đã nhiệt tình ủng hộ. Trong đó có Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Việt Nam. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Trung tâm Nhân Đạo Quê Hương, ngôi nhà mơ ước của chị đã được thành lập tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là vào năm 2001. Thời gian đầu hoạt động, trung tâm tiếp nhận, nuôi dưỡng và giáo dục khoảng 30 trẻ em bất hạnh không nơi nương tựa. Ngoài việc lo cho chúng cái ăn, cái mặc, chị Tiểu Hương còn tất tả đi vận động những tấm lòng nhân ái, những thanh niên yêu thích công việc từ thiện về công tác tại trung tâm để cùng chị nuôi dạy bọn trẻ. Nhờ có được tình thương bao la của mẹ Tiểu Hương cùng sự quan tâm, chăm sóc tận tình của những tấm lòng nhân ái nơi đây, mà hầu hết các em đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trong những ngày sống tại mái ấm này. Do số lượng trẻ em mồ côi khuyết tật được chị nhận vào chăm sóc nuôi dưỡng ngày càng nhiều, nên vào năm 2000, Tiểu Hương đã đến tỉnh Bình Dương mua miếng đất rộng 2.100m² để xin chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 4 tại đây. Được sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương, Tiểu Hương đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất, trường lớp. Và đến tháng 12 năm 2003, cơ sở 4 của Trung tâm Nhân Đạo Quê Hương đã chính thức đi vào hoạt động tại ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, huyện Di An, tỉnh Bình Dương. Thật vậy, tại Bình Dương, do gặp những thuận lợi về mặt bằng, điều kiện trường lớp, nhà ở, cộng với số trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi ngày càng nhiều, nên số lượng trẻ em được tiếp nhận vào trung tâm cũng ngày một tăng lên. Đến nay, Trung tâm Nhân Đạo Quê Hương đang nuôi dưỡng và giáo dục 322 trẻ em mồ côi khuyết tật, trong đó có 125 em sơ sinh. Không chỉ tăng lên về số lượng, các em mồ côi khuyết tật được chăm sóc nuôi dưỡng. Dấu ấn rõ nét nhất của Trung tâm Nhân Đạo Quê Hương qua 10 năm hoạt động chính là sự phát triển vượt bậc về cơ sở vật chất, trường lớp. Từ chỗ chỉ có 2.100m² đất và dãy nhà ở, lớp học được xây cất đơn sơ, chủ yếu được lợp bằng tranh tre, lá nứa. Đến nay, toàn bộ khuôn viên Trung tâm Nhân Đạo Quê Hương đã được mở rộng lên 10.000m² và nơi ăn ở, sinh hoạt, vui chơi, học tập của các em đã được xây cất khang trang, sạch đẹp. Ngoài ra, để đưa hoạt động của Trung tâm Quê Hương ngày càng khoa học, hiện đại và phát triển bền vững, công việc nuôi dạy trẻ vốn đã khó, đối với trẻ khuyết tật thì trọng trách này càng nặng nề hơn. Thế nhưng dưới mái ấm quê hương, tất cả các em đều được chăm sóc học hành một cách tốt nhất. Ngày ngày các em được các thầy cô ở đây tận tình dạy bảo từng câu văn, bài toán. Có gì cảm động hơn khi những đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng vẫn luôn chăm chú nghe thầy giảng bài. Những đôi tay không viết được trên giấy, nhưng vẫn thoăn thoắt dò bài trên giáo trình chữ nổi. Với chị Tiểu Hương, có lẽ đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất mà bọn trẻ đã mang đến cho chị. Ngoài những giờ học văn hóa, các em còn được dạy vi tính và ngoại ngữ. Đặc biệt, nhiều em có năng khiếu nghệ thuật còn được mẹ Tiểu Hương thuê thầy về dạy xiếc, ảo thuật, múa rối để góp phần làm cho cuộc sống của các em thêm tươi vui và phong phú. Vậy đó, chị cứ như một người mẹ hào phóng, luôn sẵn sàng đem tặng các con tất cả những gì mà mình có được. Được sống trong vòng tay yêu thương và lo lắng của chị, bọn trẻ luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành.
Không ít em giờ đây đã trở thành doanh nhân, thầy giáo. Điển hình như anh Huỳnh Quốc Minh, chị Ngô Thùy Nhân. Từ những đứa trẻ lang thang bụi đời được chị cưu mang dìu dắt đến nay. Đến nay đã trở thành giám đốc và kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Vision, một doanh nghiệp chuyên sản xuất phụ tùng xe gắn máy. Đối với anh chị, tất cả cứ như là một giấc mơ mà chị Hương chính là cô tiên đã mang đến cho cuộc đời anh chị bao điều tốt đẹp. Không quên nguồn gốc xuất thân của mình và công ơn nuôi dưỡng của chị Tiểu Hương. Giờ đây, những anh chị này đang cố gắng kế tục sự nghiệp hoạt động từ thiện của chị Tiểu Hương để cùng chị ươm mầm cho những ước mơ của trẻ thơ bất hạnh được tung bay. Từ con số 30 cháu mà cho đến giờ phút này là đã lên tới 337 cháu. Thì thực sự rất là khó khăn trong cái công việc dành cho Tiểu Hương cá nhân làm việc. Thì khó khăn rất là nhiều, đặc biệt là trẻ em sơ sinh, khi lượng các cháu về còn đỏ hỏng 1-2 giờ tuổi, rồi các cháu chưa cắt rốn thì khó khăn lắm. Nhưng với cái tình yêu thương cũng như truyền thống của Việt Nam thì Tiểu Hương nghĩ rằng dù khó khăn bao nhiêu thì Tiểu Hương vẫn tiếp nhận trẻ, và đặc biệt những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, đó là một cái món quà vô giá mà xã hội đã trao tặng. Để mà bây giờ nhà nước không lo được mà các cháu lo được thế này thì đây cũng là một công lớn. Cái chính là sức khỏe bắp thì nó sức khỏe cháu. Cháu nói thế này, cháu nói thế này. Nhưng mà cháu ốm, cháu nằm xuống thì làm sao? Cho nên cái vấn đề đi là chữa trị thế nào cho cháu. Sức sức khỏe cháu ngày càng tốt. Thì công trình của cháu này nó phát triển lớn to lớn được. Công lao của cháu đối với đến cách mạng mà mình có thể gọi là người mà cái hoàn cảnh rất là thiệt, mà có lẽ chính vì xuất thân từ cái hoàn cảnh đặc biệt như thế cho nên có một cái tình thương đối với lại cái trẻ bị bỏ rơi lang thang cơ nhỡ rồi tất cả cũng tổn. Thì tôi nghĩ là có lẽ là cũng do hoàn cảnh mình đã trải qua tất cả những cái chặng đường vất vả của cái đứa trẻ mồ côi, cái đứa trẻ không nơi nương tựa, cái đứa trẻ lang thang cơ nhỡ bất hạnh, cho nên bây giờ quay trở lại để nuôi những cái mảnh đời như thế này, tôi hiểu được đáng được giúp đỡ, trân trọng và tạo hòa điều kiện. Thì trung tâm của chị đang nuôi dưỡng là 322 cháu mồ côi đang được các cán bộ công nhân viên, hay nói khác các bà mẹ, với tất cả tấm lòng nhân đạo, nhiệt huyết, trách nhiệm của mình thương yêu con người, thương yêu các cháu, nuôi dưỡng chăm sóc khá tốt, khá tốt. Thứ nhất là đảm bảo sức khỏe cho các cháu để các cháu phát triển bình thường. Thứ hai là nuôi dưỡng các cháu không có nguồn sữa mẹ thì lấy sữa khác, và lấy cái sản phẩm sữa khác để nuôi dưỡng cháu theo cái độ tuổi và theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Rồi thì lo cơm cháo cho các cháu theo độ tuổi, đảm bảo chế độ dinh dưỡng các cháu lớn lên tốt. Anh em tôi đến thăm và nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nó đến thăm thì rất là khen cái việc nuôi dưỡng đó. Tôi được trung tâm mời đến dự cái lễ kỷ niệm 6 tuổi của trung tâm này. Tôi hết sức là xúc động trước cái những việc làm nghĩa cử cao đẹp của trung tâm này. Làm việc ở trong miền Nam là tư lệnh của khu 7, thì tôi đã nghe về cái chuyện của cô bé Quỳnh Tiểu Hương, một cái đời cơ nhỡ hoạn nạn lang thang bụi đời,
sâu sắc về ý nghĩa của cuộc đời. Cho nên tôi mới nghĩ ra thành lập cái trung tâm này. Từ ban đầu những cái nghĩa cử nhân đạo, từ thiện, giúp người, như cứu mình, có lẽ là thương người như thể thương thân. Cho nên tôi đã không kịp đi tìm được cái cơ sở này, không kịp đi tìm một tiểu ương, thì tôi phải nhận quyết định đi ra trung ương. Cũng lẽ như 57 năm trước đây, ai đó nuôi tôi, cũng như những đứa trẻ nằm đây. Nếu không may mắn mà có cụ Hồ, có cách mạng, thì bây giờ tôi không có như vậy, không có cái gì cả. Và có lẽ ở tận cùng đêm của xã hội, tôi xúc động lắm. Tôi có ngày hôm nay, trong cái rủi ro của cuộc đời, tôi cũng may mắn là gặp lúc của Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước và lập nên sự nghiệp cách mạng, thì tôi được hưởng cái đó. Cho nên tôi hết mồ hôi và tôi được sống trong tình thương yêu nhân dân của Đảng, thì tôi mới có đặc biệt là tấm gương của mình Tiểu Hương, làm cho chúng tôi, vợ chồng tôi và những người có tấm lòng đối với những người nghèo hết sức xúc động và khâm phục. Và hôm nay chúng tôi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào chương trình để giúp cho các cháu do mình Tiểu Hương đang nuôi dạy. Đó là một niềm vinh dự và tình cảm rất lớn của chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng làm việc có hiệu quả nhiều hơn nữa. Ngoài việc giúp đỡ chung cho những người nghèo trong toàn quốc và những người thuộc gia đình chính sách còn khó khăn, thì chúng tôi cũng sẽ có cái sự quan tâm đặc biệt đối với cơ sở của tỉnh Tiểu Hương đã chăm sóc các cháu cơ nhỡ mồ côi. Nơi mà chăm sóc các em thì thật tình là nhìn thấy các em thì nhiều người bào màu chúng em là rất thương các em. Các em đã bị cha mẹ rồi các em vứt bỏ từ khi các em vừa lọt lòng. Nhiều khi nhìn các em, tụi em cũng phải khóc với các em. Sự là những cái gì mà em có bây giờ thì cũng ngoài sức tưởng tượng của em nhiều lắm. Tại vì sống ở quê và một hoàn cảnh không nhìn thấy thì nó cũng trôi qua từ từ, tức là ngày nào mình biết ngày đó thôi. Thế nhưng mà thực sự là vào trung tâm này, em cảm thấy mình được làm việc và được cống hiến nhiều lắm. Rồi là mẹ thì lo lắng cho tất cả tương lai của mình. May là gặp được cô Úc Hương, tạo cái phương tiện là có cho xe nước sâm và một chiếc Honda để sống. Chứ mà nếu mà không gặp được là coi như không biết nói làm sao nữa. Không cho tiền gửi ngân hàng để mà sinh sống. Còn với anh Tạ Văn Trọng thì nỗi đau bị khiếm thị từ nhỏ luôn đeo đuổi anh, làm anh luôn phải sống trong tự ti, mặc cảm. Nhưng chính tình yêu thương và tấm gương sáng của mẹ Tiểu Hương đã làm anh thay đổi tất cả. Anh sống tích cực hơn, muốn hy sinh vì người khác nhiều hơn. Sau nhiều năm phấn đấu học tập, giờ đây anh đã trở thành thầy giáo dạy chữ nổi cho các em nhỏ ở trung tâm quê hương. Và còn nhiều, rất nhiều những trẻ em, những thanh niên khuyết tật vượt khó thành đạt trải dài khắp đất nước Việt Nam, mà đằng sau vinh quang của họ luôn có bóng dáng của chị. Hãy mang trong đời tiếng yêu con người để niềm đau lắng dịu. Bạn sẽ thấy như một phép màu, xung quanh ta không còn khổ đau. Cuộc sống sẽ luôn xanh màu.
một ngày ta biết nghĩ cho nhau qua hay cất đi giây phút ngày đặt bàn tay lên một bàn tay ta nghe hơi ấm tình người đang trào dâng trong trái tim mọi người đem yêu thương nhân khắp thế gian cho muôn nơi không tiếng oán hận cho em thơ vui tim hát vang cho một ngày mới nhân hậu của cô Huỳnh Tiểu Hương, một người phụ nữ có một trái tim nhân hậu và đã cứu mang hàng trăm người mảnh đời bất hạnh. Một người phụ nữ đã hy sinh hết cả cuộc đời của mình, đã hiến trọn tất cả cuộc đời của mình cho những cái mảnh đời bất hạnh. Thực sự tôi rất ngưỡng mộ một người phụ nữ rất là giàu cái tình thương, là một người phụ nữ mà có tình thương vô cùng thiêng liêng thực sự. Có thể là cao cả hơn những người mẹ, cho nên tôi rất là ngưỡng mộ chị Hương và tôi cũng hy vọng là tôi sẽ làm được cái gì đó để chung tay đóng góp thêm một chút cái gì đó, cũng như là tôi thể hiện một chút cái tình cảm dành cho các bé. Một cái bộ mặt của trung tâm rất là mới và thấy một cái sự quan tâm của cô Huỳnh Tiểu Hương đến các con của mình, tôi thấy là một cái sự cống hiến rất là lớn mà ít có ai có thể làm được, và đồng thời với một cái sự đóng góp mà một cái phần nhỏ của công ty Đại Dũng chúng tôi, thì với trung tâm như thế này thì chúng tôi cũng sẽ là tiếp tục gắn bó để có những cái sự hỗ trợ tiếp theo và tiếp tục đồng hành cùng với trung tâm để có một cái làm sao để tạo điều kiện để các cháu ngày nó được trưởng thành và nó trở thành một cái người hữu ích cho xã hội. Cả một đời hy sinh vì những mảnh đời bất hạnh, cả tuổi thanh xuân chỉ biết lấy công việc thầm lặng là cứu giúp mọi người để làm niềm vui cho mình. Những việc đã làm được thì vô cùng lớn lao, nhưng chị chưa bao giờ muốn nhớ tới, cũng không cần ai phải biết đến công sức của mình. Chị chỉ có một tâm niệm là sẽ ngày càng có thêm nhiều người tốt sẵn sàng giang tay làm phúc để thế giới này không còn những người nghèo khó bất hạnh nữa. 20 năm mãi mê với sự nghiệp nhân đạo và 10 năm gồng gánh mái ấm quê hương, chị Tiểu Hương đã bỏ qua hạnh phúc riêng tư của mình khi vẫn còn độc thân ở tuổi 45. Và có lẽ do quá lao tâm lao lực để gồng gánh trách nhiệm của một người cha lẫn người mẹ, nên chị đã sớm lâm bệnh nặng. Hiện tại chị bị ung thư ngực, bướu đường ruột và đang chạy thận nhân tạo. Thật khó có thể nói hết những gian truân vất vả cũng như niềm khát vọng cháy bỏng mà chị muốn ban đến cho những mảnh đời khốn khó neo đơn. Mong sao cộng đồng xã hội sẽ dành chút tình thương và đóng góp của mình để cùng chị nhóm lên ngọn lửa của yêu thương, của lòng nhân ái. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ trong lòng mỗi người được nhóm lên, nó sẽ trở thành một ngọn lửa, sẽ đủ sức lan tỏa khắp nơi và sưởi ấm lòng của bao trẻ thơ bất hạnh trên cuộc đời này. Hãy mang trong đời tình yêu con người để niềm đau lắng dịu. Bạn sẽ thấy như một phép màu, xung quanh ta không còn khổ đau. Cuộc sống sẽ luôn xanh màu khi một
một ngày ta biết nghĩ cho nhau qua hay cất đi giây phút ngày đặt bàn tay lên một bàn tay ta nghe hơi ấm tình người đang trào dần trong trái tim mọi người đem yêu thương nhân khắp thế gian cho muôn nơi không tiếc oán hận cho em thơ vui tim hát vang cho một ngày mai I'm